Xin chào các bạn, tôi Nguyễn Thế Hùng đây. Thái độ là tất cả. Đây là một cái câu nói mà chắc là mọi người cũng đã được nghe rồi. Với những ai mà đang trong cái con đường để tiến thân, để đạt được những cái mục tiêu của mình ở trong cuộc sống, trong sự nghiệp riêng của mình hoặc là ở trong một cái tổ chức nào đó, thì thái độ là luôn luôn là cái yếu tố được đánh giá đầu tiên. Và người ta có làm một vài cái so sánh về mức độ quan trọng thì người ta nhận thấy là cho dù là kiến thức này, tương đương với nó sẽ là trình độ này, rồi làm việc chăm chỉ nỗ lực này, và cái thứ ba là thái độ, thì thái độ nó vẫn được xếp hàng đầu. Và nhiều có một vài cái điểm thể hiện của thái độ mà bạn nên 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 hiểu sâu về nó để mà mình có thể có được một cái thái độ tốt, bởi vì thái độ tốt thì nó sẽ mang lại đến cho bạn một cái kết quả tốt cho cái quá trình cố gắng và nỗ lực của bạn. Một vài cái sai lầm mọi người hay mắc phải ở cái mặt thái độ, thứ nhất đó là cái sự tự mãn, tự tin quá đáng vào bản thân mình. Đôi khi là chúng ta nói đến những cái trường hợp gọi là ảo tưởng sức mạnh nữa. Thì những cái trường hợp này thường thường là những cái trường hợp mà sẽ hay gặp phải những cái thất bại lớn ở trong cuộc sống và dẫn tới tình trạng bị stress. Các bạn thấy có thể ở trong một cái tổ chức, một cái người nào đó có trình độ, có kinh nghiệm, có năng lực rất là tốt và luôn luôn được đánh giá là cái người sẽ có những cái bước tiến rất là thần tốc, rất là nhanh. Thế tuy nhiên trong một cái đợt nào đó khi mà cơ hội đến thì cái người đó lại không nắm được cơ hội, mà cơ hội lại được trao cho một cái người khác. Cái lý giải ở đây đó là vấn đề về thái độ. Đối với những người mà có khả năng tốt, có kinh nghiệm tốt, có trình độ tốt mà lại phải thất bại trong việc là cạnh tranh cho một cái cơ hội nào đó, thường thường lý do đến là từ thái độ. Chúng ta, cái người đó thường thường là những cái người mà không có cái thái độ cầu tiến, không có cái thái độ khiêm tốn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nhận thấy, người ta thường hay làm một cái so sánh về một cái con người nè. Đó là gì? Nó giống như một cái chai nước ấy. Nếu như mà cảm giác rằng cái chai nước đầy đó đã đầy rồi thì việc đổ thêm nước vào là vô ích và không có cách nào cả. Nhưng với một cái chai nước còn vơi thì việc đổ nước vào là hoàn toàn có thể. Cho nên với những cái người mà có cái gọi là cái sự kiêu ngạo, có cái tôi quá lớn, thì cái việc mà để tiếp nhận được những cái thông tin mới, những cái kiến thức mới, để từ đó đưa ra một cái lộ trình mới thì sẽ khó hơn rất nhiều so với những người mà luôn luôn có cái thái độ học hỏi, luôn luôn có cái sự khiêm tốn và sẵn sàng tiếp nhận những cái kiến thức mới. Vì thế bạn chọn là cái người nào, thái độ như thế nào. Cái điểm thứ hai mà người ta cũng nhận thấy rằng cái thái độ mà hay gây ra một cái hình ảnh xấu nhất và cái những cái tác hại khôn lường ấy, đó là cái thái độ về tiêu cực. Những cái người mà hay phàn nàn, những cái người mà hay cáu giận thì đấy là những cái người có cái thái độ mà rất khó để có thể tiến xa được. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì thái độ ấy, nó người ta nói là tiêu cực ấy, nó giống như là một cái loại virus, nó lan truyền rất là nhanh. Chỉ cần một cái sự phàn nàn, chỉ cần một cái một vài cái sự tiêu cực ở trong một cái tổ chức thì ngay lập tức nó sẽ lan sang những cái người khác. Nếu bạn có một cái câu chuyện gì đó mà bạn cảm thấy bức xúc, bạn cảm thấy áp lực, khó chịu thì ngay lập tức bạn sẽ mong muốn tìm một ai đó để chia sẻ cái điều đó, nói với họ về cái điều bức xúc của mình. Cái người này sau khi nghe xong sẽ bị ảnh hưởng của bạn và ngay lập tức lại chia sẻ với những người khác, lại chia sẻ với những người khác. Cứ như vậy nó như được một cái đám virus, nó lan truyền rất là nhanh trong một cái tổ chức, và cái tổ chức này sẽ mất đi rất nhiều năng lượng, mất đi rất nhiều cái thời gian cũng như là cái nỗ lực của mọi người chỉ bởi vì một cái vấn đề xuất phát từ một cái người phàn nàn và tiêu cực. Thế thì những cái người đó thường rất là khó có thể tiến xa được, bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hậu quả mà họ có thể mang đến. Nhưng ngược lại với một cái người mà có cái thái độ luôn luôn tích cực, nhìn nhận mọi vấn đề, giống như tôi hay nói trong các video của mình ấy, vấn đề họ đối mặt ấy, để họ không coi nó là vấn đề, họ coi đó là những cái thử thách, họ vui vẻ tiếp nhận và tìm cách, tìm ra những cái giải pháp để vượt qua nó. Và khi mà họ vượt qua được nó, hoặc là với cái thái độ đối mặt với nó truyền cảm hứng cho những người xung quanh, để những người xung quanh có thể thấy được rằng là những cái gì họ đang đối mặt cũng chỉ là những cái thách thức để họ bước lên một cái mức cao hơn. Và cái virus tích cực này nó lan truyền trong tổ chức, nó cũng sẽ tạo ra cái hiệu quả khác biệt. Và nếu như hãy thử tưởng tượng một trong số những cái người đấy đạt được cái mục tiêu của mình, đó là vượt qua được thách thức và đạt được kết quả, thế thì ngay lập tức cái tín hiệu được thông báo ra cho tất cả những cái người xung quanh, và họ sẽ có thêm cái động lực, họ sẽ có thêm cái sự hưng phấn để họ vượt qua được những cái giới hạn của họ, vượt qua được những cái thách thức của họ. Thì khi đó cả cái tổ chức đấy sẽ đạt được một cái kết quả, có một cái sự đột phá rất là lớn. Đấy là lý do tại sao nữa mà thái độ nó quan trọng hơn mặt trình độ. Tất nhiên tôi không ý ở đây không có nói rằng trình độ là không quan trọng, trình độ cũng rất là quan trọng. Nhưng cái thứ đầu tiên mà được nhìn đến đó chính là thái độ.
Vì vậy, trong cuộc sống của chúng ta, hãy luôn luôn có những cái thái độ tích cực, luôn luôn có cái thái độ cầu tiến, ham học hỏi. Một trong những cái điểm mà bạn sẽ bị đánh giá, bạn sẽ cho một cái điểm rất là thấp, đó là khi mà bạn bắt đầu nói ra rằng tôi biết rồi. Cái câu tôi biết rồi là câu cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà bạn gặp một người sếp của mình, hoặc bạn gặp một cái đồng nghiệp của mình, hoặc là một cái người bạn nào đó muốn chia sẻ với bạn một ý tưởng, chia sẻ với bạn một cái câu chuyện gì đó, thì hãy lắng nghe xem cụ thể nó là như thế nào, đặt những cái câu hỏi để tìm hiểu xem làm sao. Đừng có thái độ là gì tôi biết rồi, tôi biết nó rồi. Bởi vì chúng ta không giỏi đến mức là biết người ta suy nghĩ như thế nào đâu, biết ý tưởng của họ như thế nào đâu. Rất nhiều cái ý tưởng, mặc dù nó là ý tưởng lặp lại của một cái ý tưởng nào đó, nhưng lại phát triển thành công gấp vạn lần, gấp triệu lần so với cái ý tưởng trước đó. Chính vì thế những cái gì chúng ta biết thì nó còn là rất là hữu hạn. Chúng ta biết đó chỉ là cái câu chữ thôi, còn về phía bên trong của nó như thế nào thì chúng lại chưa biết, đúng không ạ? Luôn luôn có cái thái độ là học hỏi và khiêm tốn lắng nghe thì chúng ta sẽ đạt được những cái thành công lớn ở trong cuộc sống. Và các cái video của tôi, cho dù nó có thể nói về những cái vấn đề bạn đã biết rồi, đã cũ rồi, thế nhưng mà đó là những cái trải nghiệm trong cuộc sống, đó là những cái gì mà tôi học được từ những người xuất sắc nhất trên thế giới, và tôi tin là nó cũng sẽ hỗ trợ cho bạn được rất là nhiều. Các khóa học của tôi cũng như vậy. Đừng quên bấm nút like, đăng ký vào kênh YouTube nếu bạn chưa đăng ký, và tham gia vào nhóm Đột Phá Giới Hạn, Giải Phóng Tiềm Năng. Tôi sẽ phỏng vấn và có được chia sẻ của rất nhiều những người mà đã đột phá và thành công ở trong cuộc sống để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Đó là điều mà tôi mong muốn mang đến cho cuộc sống của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn.